Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Coffee with Mehmet. Mình tên là Trần Chí Dũng, mình là founder và CEO công ty cổ phần WMS, một công ty chuyên về marketing. Tính tới thời điểm này thì mình đã có 18 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó có 12 năm vừa làm việc vừa tham gia công tác giảng dạy trong lĩnh vực marketing. Các cái mảng mà mình thường xuyên giảng là digital marketing, branding và marketing research. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp cái video số 12 trong chuỗi các cái video liên quan tới chủ đề về principal marketing. Trong cái video này và ba cái video tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái công cụ thứ ba trong cái tổ hợp marketing mix, đó là promotions. Các bạn hình dung là giống như kiểu một cách nôm na thì công ty không những là phải tạo cái giá trị cho khách hàng mà còn phải truyền thông và truyền tải cái giá trị đó đến cái đối tượng khách hàng của mình. Thì cái việc truyền thông các cái giá trị đến đối tượng khách hàng của mình á, thì nó liên quan tới promotions. Ngày xưa thì người ta hay dịch cái chữ promotion là chiêu thị hoặc là truyền thông gì đó. Và một cái điểm nữa là các bạn sẽ hình dung là trong số 4 cái công cụ của marketing mix á, thì có thể nói promotion là cái công cụ mà nó thay đổi mạnh mẽ và thay đổi nhiều nhất. Và ngày nay thì giống như kiểu nói một cách nôm na là người ta có xu hướng áp dụng cái khái niệm về truyền thông marketing tích hợp, tức là cái chữ indirect marketing communication, nhiều hơn là so với cái việc mà người ta nói về cái thuật ngữ là promotion mix. Thì lúc này các bạn xin dung là bản chất thì promotion mix nó không phải là một cái công cụ đơn lẻ, mà nó là tập hợp của rất là nhiều các cái công cụ khác nhau. Và giống như kiểu là theo cái quan điểm gọi là cái khái niệm về truyền thông marketing tích hợp á, thì nói một cách nôm na là công ty sẽ phải phối hợp các cái công cụ truyền thông lại giống như kiểu một cách cẩn thận để mà có thể truyền tải cái giống như kiểu là cái thông điệp rõ ràng, nhất quán và hấp dẫn về cái thương hiệu hoặc là về cái sản phẩm của mình ha. Thì trong cái video này chúng ta sẽ tìm hiểu một số các cái nội dung giống như trên slide ha. Đầu tiên là chúng ta lý giải về giống như kiểu là hai cái khái niệm promotion mix với là truyền thông marketing tích hợp ha, indirect marketing communications. Rồi cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về một cái vấn đề cũng rất là quan trọng, đó là cái phần quy trình truyền thông ha, communications process. Và một cái phần nữa thì chúng ta sẽ nói về giống như kiểu là các cái bước để mà chúng ta có thể thiết kế một cái chương trình truyền thông có hiệu quả. Và cái phần rất là quan trọng mà nó cũng rất là thách thức ấy, là liên quan tới cái việc là chúng ta sẽ giống như kiểu là thiết lập cái ngân sách tổng thể cho promotions, rồi phối hợp các cái công cụ trong promotions mix để mà giống như kiểu là có một cái chương trình truyền thông marketing thích hợp sao cho nó hiệu quả nhất ha. Rồi thì giống như kiểu hồi nãy mình nói với các bạn, một cách nôm na là giống như kiểu công ty này không những phải sản xuất cái sản phẩm tốt, định giá bán cho nó phù hợp, rồi bài bán ở những cái nơi thuận tiện với khách hàng, mà còn phải truyền thông cái giá trị đến cái đối tượng khách hàng của mình ha. Thì giống như hồi nãy mình nói với các bạn, ngày xưa thì người ta có xu hướng nói về cái chữ promotion mix. Tuy nhiên thì giống như kiểu các bạn sẽ hình dung là trong số những cái công cụ trong cái marketing mix ấy, thì promotion có thể nói là cái mà nó thay đổi mạnh mẽ nhất ha. Và ngày nay thì người ta có xu hướng áp dụng cái khái niệm là truyền thông marketing tích hợp ha. Thì lúc này các bạn xin dung là giống như kiểu nói một cách nôm na là tại sao có cái sự thay đổi đó. Thì nó có thể đến từ ba cái lý do này nè các bạn. Ví dụ như là đối với khách hàng á, thì các bạn xin dung là giống như kiểu bây giờ so với trước đây á, thì nhờ có internet rồi này kia, nhờ có truyền thông xã hội, cho nên các bạn sẽ thấy là khách hàng giống như kiểu người ta có nhiều thông tin hơn, người ta có thể chủ động tìm kiếm thông tin, rồi giống như kiểu người ta có quyền lực hơn, người ta có khả năng kết nối với nhau nhiều hơn. Người ta không những là giống như kiểu là đón nhận cái thông tin từ phía doanh nghiệp một cách bị động ha, mà người ta có thể chủ động tìm kiếm, và thậm chí là trong một số cái tình huống thì người dùng người ta có thể là tạo ra cái thông tin ha. Cái thứ hai nữa các bạn sẽ thấy cái sự thay đổi đó nó cũng đến từ phía các cái công ty liên quan tới giống như kiểu cái sự thay đổi về mặt chiến lược ấy. Giống như kiểu trước đây các bạn thì có thể là giống như kiểu có nhiều công ty người ta theo đuổi cái chiến lược marketing mà theo kiểu là đại trà, tức là mass marketing. Nhưng mà giống như kiểu dần dần thì người ta thay đổi, người ta bắt đầu giống như kiểu là tiếp cận những cái chiến lược marketing mà có mục tiêu hơn.
ha. Cái thứ ba nữa, các bạn sẽ thấy là nó đến từ cái sự thay đổi, cái sự phát triển của công nghệ ha. Các bạn thấy là máy tính cá nhân, internet, thiết bị số, rồi điện thoại di động, rồi mạng xã hội đồ này kia, nó tạo ra rất là nhiều các cái cách thức mà theo đó giống như kiểu doanh nghiệp người ta có thể tiếp cận cái đối tượng khách hàng của mình, hoặc là ngược lại khách hàng có thể tiếp cận doanh nghiệp. Thì chính vì vậy các bạn sẽ hình dung là nó dẫn đến cái việc là có rất là nhiều các cái phương tiện, rất là nhiều các công cụ, rất là nhiều cái cách thức mà chúng ta có thể giao tiếp với khách hàng ha. Cho nên lúc đó các bạn sẽ thấy là giống như kiểu nói một cách nôm na là cái khái niệm hoặc là cái quan điểm về Promotion Smith ấy, thì giống như kiểu nó không có còn phù hợp lắm ha. Giống như kiểu một cách nôm na có thể là cái khái niệm Promotion Smith ấy, nó được sinh ra trong cái thời điểm mà người ta làm về mass marketing nhiều hơn, và khi đó thì nó có ít các cái phương tiện và cái công cụ truyền thông hơn so với bây giờ ha. Thì lúc này các bạn sẽ hình dung một cách nôm na thì truyền thông marketing tích hợp á, thì nó là cái việc mà chúng ta sẽ tích hợp các cái công cụ truyền thông lại với nhau giống như kiểu một cách bài bản để mà chúng ta có thể truyền tải cái giá trị, cái thông điệp rõ ràng, rồi nhất quán, rồi hấp dẫn về cái thương hiệu của mình hoặc là cái sản phẩm của mình ha. Thì lúc này các bạn sẽ hình dung là truyền thông marketing tích hợp á, thì nó có một số cái công cụ giống như các bạn thấy trên slide ha. Ví dụ như cái đầu tiên là quảng cáo advertising, thì lúc này các bạn sẽ hình dung là giống như kiểu về mặt định nghĩa là, thì quảng cáo nó là những cái hoạt động truyền thông mà theo kiểu là phi cá nhân và có trả phí ha. Những cái mà dễ liên tưởng nhất của quảng cáo là ví dụ như chúng ta quảng cáo trên truyền hình, radio, quảng cáo trên báo, rồi các cái billboard rồi những cái bên ngoài ha. Và thường là ví dụ như khi mà nói về advertising này là người ta liên tưởng về những cái cách thức quảng cáo truyền thống nhiều hơn ha. Rồi public relations, các bạn sẽ hình dung là public relations thì người ta gọi là quan hệ công chúng. Thì một cách nôm na, quan hệ công chúng nó sẽ liên quan tới cái việc là chúng ta sẽ cố gắng xây dựng cái mối quan hệ với các cái đối tượng công chúng mục tiêu, để mà chúng ta một cách nôm na là có thể giành lấy cái thiện cảm hay là gây ảnh hưởng chẳng hạn ha. Thì các cái đối tượng mà chúng ta sẽ phải xây dựng mối quan hệ thì nó có thể nhiều các bạn, nó có thể là cơ quan quản lý nhà nước, các cái nhà lập pháp, các cái đối tượng rất là quan trọng là các cái cơ quan truyền thông báo chí, rồi hiệp hội này hiệp hội nọ, rồi công chúng mục tiêu nói chung ha. Có thể là bên trong và bên ngoài doanh nghiệp nữa. Rồi cái công cụ thứ ba các bạn là sales promotion. Thì sales promotion giống như kiểu nó là những cái hoạt động mà để cung cấp thêm cái giá trị, hoặc là ví dụ như là tạo động lực cho các cái đối tượng, ví dụ như là các cái nhà bán lẻ, các cái nhà phân phối, hoặc là lực lượng bán hàng của mình, hoặc là người mua nói chung, để mà có thể thúc đẩy cái việc tăng doanh số trong ngắn hạn, hoặc là tăng doanh số tức thì nhanh chóng ha. Rồi personal selling thì người ta hay gọi là bán hàng cá nhân, tức là nó sẽ liên quan tới cái việc là công ty sẽ giao tiếp trực tiếp với khách hàng của mình để mà hỗ trợ khách hàng của mình, để mà giống như kiểu thuyết phục họ mua cái sản phẩm dịch vụ của mình ha. Thì thường bán hàng cá nhân nó sẽ liên quan tới cái việc là chúng ta sẽ thực hiện các cái hoạt động đó thông qua cái đội ngũ bán hàng ha. Rồi cái công cụ thứ tư là direct marketing. Thì direct marketing là ám chỉ các cái hoạt động marketing mà theo kiểu là trực tiếp tới cái đối tượng khách hàng của mình. Thì những cái thứ phổ biến có thể là các cái hoạt động bán hàng trực tiếp nè, rồi telemarketing nè, rồi marketing thông qua thư rồi này kia các kiểu ha. Rồi cái công cụ thứ sáu đó là digital marketing. Thì digital marketing các bạn có thể hiểu một cách nôm na là các cái hoạt động marketing trên các cái thiết bị số ha, trên internet, rồi truyền hình kỹ số, rồi điện thoại di động rồi này kia các kiểu ha. Thì đó là những cái công cụ trong truyền thông marketing tích hợp. Ở đây thì các bạn sẽ hình dung là giống như kiểu mình muốn trao đổi thêm với các bạn một vài các vấn đề. Các bạn sẽ hình dung là cái thứ nhất thì giống như kiểu các bạn thấy là cái việc phân chia này nè các bạn, giống như kiểu là trong một số tình huống nó cũng không có rõ ràng và nó còn phụ thuộc vào cái quan điểm ha. Các bạn sẽ hình dung là
Cái này nè, trong cái quyển sách của Philip Kotler thì ông chỉ liệt kê 5 cái công cụ thôi. Advertising, public relations, sales promotion, personal selling với thành direct marketing. Còn digital marketing giống như kiểu ông gom chung vô luôn. Nhưng mà trong cái quyển sách về truyền thông marketing tích hợp á, thì người ta tách riêng ra thành 6 cái công cụ như thế này. Tuy nhiên thì giống như kiểu các bạn xin dung là dưới cái góc độ của mình thì mình nghĩ là cả hai cái cách phân chia đó, cách phân chia nào mà các bạn nó cũng giống như kiểu là làm digital marketing thiệt thòi vậy đó. Có nghĩa là cái cách phân chia đó, digital marketing thậm chí nó là một cái công cụ trong truyền thông marketing tích hợp á, nó vẫn giống như kiểu là bị thiệt thòi và nó có thể làm cho người khác không thấy hết được cái sức mạnh cũng như là cái tầm quan trọng của digital marketing. Tại vì mình nghĩ giống như kiểu các bạn hình dung là người ta phân digital marketing là một cái công cụ trong truyền thông marketing tích hợp chỉ bởi cái lý do đơn giản là nó sinh sau để muộn. Nhưng mà các bạn thử suy nghĩ đi, thật ra digital marketing gần như nó có thể thực hiện được, nó có thể đóng vai trò tất cả những cái công cụ này. Tại vì các bạn sẽ thấy đi, digital marketing nó cũng làm được cái việc quảng cáo. Ví dụ như chúng ta có thể quảng cáo trên gì? Trên website của mình, trên blog, trên truyền thông xã hội, Facebook, Twitter, YouTube gì đó, rất là nhiều thứ. Thậm chí là các bạn xem dung là nó có những cái phương thức mà trước đây trong cái thế giới truyền thống nó không có nữa mà. Rồi các bạn sẽ thấy đi, ví dụ như là digital marketing cũng làm được cái việc PR. Và bây giờ giống như kiểu bạn thấy người ta nói rất là nhiều về cái vấn đề liên quan tới online PR. Tại vì giống như kiểu ví dụ ngày xưa đi, mình xây dựng các cái mối quan hệ với các cái đối tượng công chúng để mà họ nói về mình. Thì ví dụ như ngày xưa họ nói về mình trên báo giấy, trên các cái phương tiện truyền thông truyền thống, thì bây giờ họ nói về mình trên báo online. Rồi các bạn sẽ thấy là liên quan tới sale promotion đó các bạn, các cái hoạt động khuyến mãi, hoặc là ví dụ như các bạn hình dung đi, ví dụ như coupon đó. Ngày xưa thì phần lớn các cái coupon là dạng giấy, nhưng mà các bạn sẽ hình dung là bây giờ gần như coupon các bạn là cái dạng digital là nhiều hơn, thậm chí là nó gấp nhiều lần các bạn. Rồi các bạn sẽ thấy là digital marketing cũng đóng vai trò giống như personal selling được, là tại vì thông qua digital marketing người ta vẫn có thể gọi điện chat, người ta có thể nói chuyện trực tiếp với nhau để mà thực hiện các cái hoạt động về bán hàng. Rồi các bạn sẽ thấy đi, digital marketing nó cũng làm được những cái việc ví dụ như là tổ chức sự kiện, webinar và những cái kiểu. Và các bạn thấy rất là rõ cái việc đó thông qua cái giai đoạn vừa rồi ha mọi người. Các bạn thấy là ví dụ như dịch đi, thì người ta ở nhà người ta cũng họp hành qua internet, học hành qua internet rồi những cái kiểu. Cho nên lúc này các bạn sẽ thấy là ở đây thực sự nó có một cái câu mà mình thấy cũng khá là hay các bạn. Các bạn thấy nó nói là internet giống như kiểu nó là một cái công cụ truyền thông mà giống như kiểu là đa dụng hay là nhiều mặt vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì nó là cái phương tiện mà có thể giống như kiểu là thực thi tất cả những cái thành tố trong cái promotion mix. Cho nên đây là một cái vấn đề mà giống như kiểu mình muốn thảo luận thêm với các bạn để các bạn giống như kiểu là nhận ra và đánh giá được cái sức mạnh của digital ha. Rồi ở đây nó có một cái vấn đề như thế này nữa nè các bạn. Các bạn hình dung là hồi nãy mình vừa liệt kê với các bạn là 6 cái công cụ trong truyền thông marketing tích hợp, thì lúc này các bạn sẽ thấy là mỗi một cái công cụ nó lại có nhiều cái công cụ nhỏ hơn nữa, hoặc là nhiều cái dạng khác nhau nè. Ví dụ như các bạn sẽ thấy là cái phần advertising đi, quảng cáo đi, thì lúc này nó sẽ có là gì? Quảng cáo dạng broadcast media, tức là quảng cáo trên truyền hình, radio rồi này kia. Rồi nó cũng bao hàm cái quảng cáo tin nhắn, tức là báo, tạp chí rồi này nọ. Rồi nó cũng có thể là những cái quảng cáo hiển thị ha. Rồi các bạn sẽ thấy là ví dụ như là digital marketing đi, thì nó có rất là nhiều, ví dụ như là quảng cáo trên website, blogs, rồi truyền thông xã hội rồi này kia, rồi mobile rồi này kia các kiểu. Cho nên giống như kiểu lúc này các bạn sẽ hình dung là nói một cách nôm na là có rất là nhiều các cái phương tiện, rất là nhiều các cái công cụ mà theo đó chúng ta có thể thực hiện các hoạt động truyền thông hoặc là tiếp xúc với khách hàng của mình. Cho nên lúc này nó có một cái khái niệm rất là quan trọng ha, trong cái quan điểm về truyền thông marketing tích hợp, đó là cái chữ audience contacts hoặc là talk points, tức là người ta hay dịch talk point là điểm chạm mấy các. Thì giống như kiểu nói một cách nôm na, điểm chạm nó là một cái giống như kiểu một cái cơ hội mà chúng ta có thể tiếp xúc cái khách hàng của mình, hoặc là ngược lại khách hàng có thể tiếp xúc cái công ty của mình.
và giống như kiểu top horn nó có thể trải dài từ những cái thứ đơn giản là ví dụ như là khách hàng nhìn thấy cái ấn phẩm truyền thông của mình hoặc là thấy cái video quảng cáo của mình hay là thấy cái bao bì của cái sản phẩm của mình, cho tới những cái thứ mà giống như kiểu nó phức tạp hơn là khách hàng sẽ trao đổi với cái nhân viên kinh doanh của mình, sử dụng cái sản phẩm của mình, trải nghiệm cái sản phẩm đó ha. Thì lúc này các bạn sẽ hình dung là tại sao người ta quan tâm nhiều tới cái talk form. Tại vì lúc này các bạn thấy như thế này, giống như kiểu là cái nhận thức, cái quan điểm hay là cái sự yêu thích đồ này kia của khách hàng đối với một cái thương hiệu nào đó là nó đến từ những cái talk form, tức là những cái điểm mà khách hàng người ta tiếp xúc với cái thương hiệu của mình, hay gọi là những cái thứ đó nó sẽ hình thành nên cái nhận biết, cái nhận thức hay là cái sự ưa thích hay là cái quan điểm của khách hàng về cái sản phẩm dịch vụ của mình. Và lúc đó các bạn sẽ hình dung là đối với cái phần top on đó thì người ta phân nó ra thành bốn cái kiểu giống như thế này nè các bạn. Ví dụ như ở đây đi, company created top on thì nó là những cái điểm chạm mà theo kiểu là do công ty của chúng ta tạo ra. Thì cái này nó sẽ là gì? Nó sẽ là những cái ví dụ như là những cái ấn phẩm truyền thông của mình, ví dụ như là bao bì sản phẩm, thông điệp quảng cáo, các cái tờ rơi đồ này kia các kiểu, hoặc là trên website của mình, trên fanpage đồ này kia của mình ha. Thì những cái điểm chạm đó người ta gọi là company created talk point ha. Cái chỗ này thì giống như kiểu người ta dịch là cái điểm chạm bên trong, thì nó sẽ theo kiểu là những cái tương tác mà giống như kiểu là cái người bên trong doanh nghiệp của mình, người ta sẽ tiếp xúc, sẽ giao tiếp với khách hàng ha. Thì lúc này cái mà dễ thấy nhất của cái này là các bạn, nó có thể liên quan tới cái việc là giống như kiểu cái đội ngũ kinh doanh của mình hoặc là cái đại diện kinh doanh của mình trong cái quá trình mà khách hàng mua hàng hoặc là sử dụng sản phẩm này kia đó, thì hai bên sẽ trao đổi và giao tiếp với nhau ha. Còn cái chỗ này unexpected talk point thì người ta có thể dịch, nếu mà dịch thì chắc là những cái điểm chạm mà không mong muốn gì đó, nhưng mà thật ra dịch cái không mong muốn thấy nó cũng không có chuẩn lắm các bạn. Nhưng mà đại loại lúc đó các bạn sẽ hình dung là đó là những cái điểm chạm mà theo kiểu là không phải do công ty tạo ra, mà giống như kiểu công ty cũng không thể kiểm soát được, nhưng mà nó lại liên quan tới cái sản phẩm và cái dịch vụ của mình. Thì có thể hiểu đơn giản nhất là lúc đó các bạn sẽ hình dung là nó liên quan tới những tình huống là ví dụ như khách hàng á, người ta sẽ nghe cái thông tin về sản phẩm dịch vụ của mình, ví dụ như là thông qua bạn bè, người thân rồi này kia của họ, mà người ta hay gọi là word of mouth á, hoặc là ví dụ như thông qua cái sự phân tích đánh giá của chuyên gia rồi này kia, hoặc là của người tiêu dùng rồi này kia các kiểu ha, những cái chia sẻ, những cái comment, những cái feedback, những cái đánh giá rồi này kia về cái sản phẩm mà giống như kiểu là khách hàng nghe được ha. Rồi cái chỗ này customer initiated talk point, tức là những mà giống như kiểu khách hàng là cái người khởi tạo, thì nói một cách nôm na là đó là những cái điểm chạm theo kiểu là khách hàng sẽ chủ động tương tác với cái doanh nghiệp của mình ha. Thì cái này ví dụ như nó có thể đến từ cái việc là ví dụ như là khách hàng phàn nàn công ty của mình, gửi email cho mình, gọi điện thoại qua số hotline gì đặc biệt kia của mình ha. Thì đó là cái cách phân chia này ha. Và lúc này các bạn sẽ thấy là nó lại có cái điểm này nè các bạn. Ví dụ như là hồi nãy mình nói với các bạn, cái top point nó rất là quan trọng, tại vì cái nhận thức hay là cái sự yêu thích hay là cái quan điểm của khách hàng về một cái thương hiệu nào đó là nó đến từ những cái top points này ha. Và rõ ràng cái người làm marketing thì người ta biết là giống như kiểu những cái top point này nè các bạn, liên quan tới cái khả năng kiểm soát và cái sức ảnh hưởng nó khác nhau, nó không giống nhau ha. Cụ thể các bạn sẽ nhìn theo cái hình này nè, giống như kiểu các bạn sẽ hình dung là ở đây người ta vẽ cái hình là ví dụ như cái trục hoành này các bạn, là liên quan tới giống như kiểu cái khả năng mà công ty kiểm soát được cái top point đó ha. Thì ở đây là dễ kiểm soát, ở đây là khó kiểm soát ha. Rồi cái trục tung này thì liên quan tới cái sức ảnh hưởng của cái top point đó. Như vậy thì các bạn sẽ thấy đi, giả sử như cái top point mà do công ty của chúng ta tạo ra, chúng ta plan đó ha, có nghĩa là những cái ấn phẩm truyền thông, rồi banner, rồi này kia, website, fanpage, rồi này kia của mình đó, thì đó là những cái thứ mà về mặt cái khả năng control là chúng ta cực cao, thay vì nó của mình mà mình tự do thiết kế mà. Nhưng mà các bạn thấy cái sức ảnh hưởng của nó thì là thấp ha, tại vì nói một cách nôm na là giống như kiểu ngày nay khách hàng rất là ít tin tưởng vào những cái thông điệp quảng cáo của doanh nghiệp ha.
Tuy nhiên các bạn sẽ thấy là cái chỗ này, cái unexpected top points là cái nãy mình nói với các bạn này, là những cái ví dụ như là word of mouth này, review của khách hàng này, những cái đánh giá rồi này kia của chuyên gia hiệp hội rồi này kia các kiểu á, thì lúc này các bạn lại thấy cái đó thì gần như công ty rất là khó có thể kiểm soát. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta có thể thực hiện các cái hoạt động PA để mà gây ảnh hưởng rồi này kia dành tới cái thiện cảm, nhưng mà cái việc kiểm soát á, thì gần như là không thể ha. Nhưng mà lúc này các bạn sẽ thấy là nó lại có cái ảnh hưởng cực kỳ là lớn ha. Cho nên lúc này các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta hiểu về cái đó, đó thì giống như kiểu nói một cách nôm na là chúng ta có thể biết được là cái top points nào nó ảnh hưởng đến khách hàng nhiều, và lúc đó chúng ta có thể nói một cách nôm na là giống như kiểu chúng ta chú tâm vào cái đó nhiều hơn chẳng hạn ha. Rồi một cái điểm nữa các bạn là ngày nay này các bạn thì người ta cũng rất là hay phân chia cái top points theo cái idea này ha. Có nghĩa là lúc này các bạn sẽ thấy là người ta phân chia theo kiểu là các cái phương tiện truyền thông á các bạn, thì nó có ba cái loại. Ở đây là best media ha. Best media là ám chỉ những cái phương tiện truyền thông mà theo kiểu là chúng ta phải trả phí để mà chúng ta có thể thực hiện cái việc mà truyền thông hoặc là truyền tải cái thông điệp đó ha. Như vậy thì lúc này các bạn thấy nó là gì? Cái việc mà chúng ta quảng cáo trên truyền hình, trên radio, trên báo, thậm chí là quảng cáo online, rồi các cái billboard này kia các kiểu, thì nó là thuộc nào? Nói chung là cái nào mà chúng ta phải trả phí. Còn cái chỗ này là cái kênh truyền thông mà nó gọi là own media, là cái kênh truyền thông mà chúng ta sở hữu. Như vậy thì nó là cái gì? Ví dụ như nó là cái website của mình. Các bạn hình dung là website thì chúng ta vẫn phải trả tiền domain, tiền host rồi này kia, nhưng mà chúng ta không phải trả tiền cho cái việc đăng tải thông điệp rồi này kia, truyền thông đến cái đối tượng khách hàng ha. Website nè, rồi các cái trang blog của mình, các cái app, rồi ví dụ như là truyền thông xã hội thì cái fanpage là của mình, hay cái trang Facebook của doanh nghiệp rồi này kia ha. Rồi những cái vấn đề ví dụ như là những cái ấn phẩm truyền thông mà mình đặt trong cái cửa hàng của mình ha, nói chung là cái nào của mình ha. Rồi cái thứ ba đó các bạn, là nó gọi là earned media, tức là những cái phương tiện truyền thông mà theo kiểu là kiếm được ha. Thì lúc này các bạn sẽ thấy earned media nó là kiểu gì? Nó là cái thứ mà không phải của chúng ta sở hữu, mà chúng ta cũng không phải trả tiền để mà có được cái đó ha. Như vậy thì lúc này các bạn sẽ thấy nó là cái gì? Nó là word of mouth, tức là có nghĩa là người tiêu dùng nói về cái thương hiệu của chúng ta. Rồi ví dụ như những cái vấn đề liên quan tới cái việc là người ta mention, người ta comment, người ta review đồ này kia của mình trên các cái nền tảng xã hội, hoặc là trên những cái trang review, hoặc là trên các cái group Facebook đồ này kia các kiểu ha. Trên cộng đồng đồ này kia các kiểu. Ở đây các bạn sẽ thấy nó có cái chữ media coverage. Media coverage được hiểu là giống như kiểu là những cái bài viết, những cái video hay là những cái nội dung số nói chung á, mà được tạo ra bởi một cái người hoặc là một cái tổ chức nào đó mà không phải là doanh nghiệp của mình, hay nhưng mà lại nói về cái sản phẩm dịch vụ hoặc là về cái thương hiệu của mình đó ha. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là rõ ràng mỗi một cái phương tiện truyền thông ở đây giống như kiểu nó có cái sức ảnh hưởng rất là riêng các bạn ha. Trong đó các bạn hình dung là cái earned media là cái mà giống như kiểu nói một cách nôm na là cái sức ảnh hưởng, cái niềm tin của nó rất là lớn ha. Tại vì giống như kiểu các bạn sẽ hình dung là nói một cách nôm na thì khách hàng bây giờ theo cái kiểu là giống như kiểu là họ ít tin tưởng hơn so với quảng cáo, hoặc là ví dụ như những cái hoạt động mà những cái thông tin mà do doanh nghiệp cung cấp ha. Thay vào đó thì cái việc mà gợi ý từ bạn bè hoặc là người dùng hoặc là chuyên gia rồi này kia thì nó có cái sức ảnh hưởng nhiều hơn ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ lý giải với các bạn một cái vấn đề cũng rất là quan trọng, đó là cái quá trình truyền thông ha. Các bạn sẽ hình dung là truyền thông thì nó được hiểu là giống như kiểu là người ta sẽ truyền tải cái thông tin từ người này sang người kia ha. Và giống như kiểu cái đó các bạn sẽ hình dung là có thể bình thường mình suy nghĩ nó đơn giản, nhưng mà thật ra đó là một cái quá trình đấy các bạn ha. Thì mình sẽ giải thích với các bạn cái quá trình này. Đầu tiên phía bên đây nè, thì các bạn sẽ thấy là nó để cái chữ là source hoặc là sender, tức là nói cái đối tượng mà sẽ gửi. Thì cái này có thể là một cái cá nhân hoặc là một cái doanh nghiệp, nhưng mà thông thường các bạn sẽ thấy đó là cái doanh nghiệp, có nghĩa là doanh nghiệp người ta muốn truyền thông cái thông tin hoặc là cái ý tưởng về cái sản phẩm dịch vụ gì đó của người ta ha. Như vậy thì lúc này các bạn sẽ thấy là cái việc đầu tiên là họ phải mã hóa cái thông tin đó, mã hóa cái ý tưởng đó.
Mã hóa thì nó được hiểu là giống như kiểu người ta sẽ chuyển tải những cái ý tưởng đó, những cái thông tin đó thành những cái giống như kiểu là những cái định dạng mà người ta gọi là symbolic các bạn, có nghĩa là nó có thể là chữ hoặc là các cái biểu tượng, các cái hình ảnh đó này kia các kiểu ha. Rồi cái việc mã hóa đó nó sẽ tạo ra cái thông điệp truyền thông hay là cái message, và cái thông điệp này nó sẽ được giống như kiểu là chuyển tải hoặc là vận chuyển trên những cái kênh channel hoặc là medium ha. Rồi phía bên đây nè thì người dùng người ta sẽ giải mã cái đó, có nghĩa là người ta sẽ chuyển tải những cái symbolic, những cái biểu tượng, những cái định dạng đó thành cái giống như kiểu là thành cái thông tin hay cái ý tưởng gì đó ban đầu ha. Thì trước đó các bạn sẽ hình dung là khi mà người dùng giống như kiểu là giải mã cái thông điệp đó, hay nói một cách nôm na là người dùng thấy cái mẫu quảng cáo đó là này kia kiểu ha, thì người dùng sẽ có những cái respond được hiểu là cái phản hồi ha. Phản hồi có nghĩa là ví dụ như họ có thích hay không, họ có quan tâm hay không, họ có hiểu rồi này kia hay không, rồi họ có thực hiện cái hành vi gì đó hay không ha. Còn cái feedback á, feedback thì giống như kiểu nó là một cái dạng cụ thể của cái phản hồi, mà theo đó có thể là cái người nhận người ta sẽ tương tác với cái người gửi ha. Rồi cái chỗ này nè các bạn, cái chỗ này thì nó gọi là nhiễu. Nhiễu thì giống như kiểu nói một cách nôm na là các bạn xin dung là trong cái quá trình mà thông điệp được truyền như thế này nè, thì nó có thể bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố ngoại lai, nó có thể giống như kiểu là làm méo mó, làm sai lệch cái việc mà người dùng người ta tiếp nhận cái thông tin ha. Và ở đây các bạn sẽ thấy nó có một cái điểm nữa là cái chỗ này nó để cái chữ là sender field of experience, có nghĩa là nói một cách nôm na là cái vùng trải nghiệm của người gửi ha. Còn phía bên đây là cái vùng trải nghiệm của người nhận. Thì lúc này các bạn sẽ hình dung là cái process này nó nói lên cái điều gì, nó nói cái ý này nè các bạn. Để mà cái việc truyền thông hiệu quả đó, thì cái người làm marketing giống như kiểu nói một cách nôm na là người ta không những phải cố gắng mã hóa cái thông điệp, tức là làm cái việc này sao cho nó hay, sao cho nó hấp dẫn, mà còn phải làm được cái việc là giống như kiểu là lựa chọn cái cách thức mã hóa mà giống như kiểu nó phù hợp với người dùng, để người dùng giống như kiểu là giải mã ra được đúng cái thông điệp mà họ muốn truyền tải ban đầu. Cái này nó hơi khó giải thích, nhưng mà thật ra các bạn sẽ hình dung như thế này nè các bạn. Giống như kiểu nói một cách nôm na, các bạn sẽ thấy là ví dụ như về mặt kỹ thuật đi, cái việc mà các bạn có cái dữ liệu này, rồi xong các bạn chọn một cái kỹ thuật mã hóa để các bạn mã hóa đó, rồi xong các bạn sử dụng cái kỹ thuật để giải mã đó, thì nó sẽ ra đúng. Là tại vì bản chất của cái việc mà giải mã với là mã hóa đó là giống như kiểu nó sử dụng cùng một cái chuẩn, cùng một cái nguyên tắc. Nhưng mà các bạn thấy là cái việc truyền thông giữa người với người á, thì không phải lúc nào cũng vậy. Tại vì ví dụ như các bạn xin dùng là cùng một cái biểu tượng, cùng một cái ký hiệu, có thể người này hiểu như thế này, người kia hiểu như thế khác ha. Ví dụ như có thể người gửi á, thì người ta giống như kiểu là mã hóa ra thành một cái thông điệp đó, thành cái biểu tượng đó, nhưng mà cái người dùng thì người ta lại không có hiểu giống như vậy ha. Cho nên là lúc đó nói một cách nôm na là cái người làm truyền thông người ta sẽ phải rất là giỏi trong cái việc là mã hóa theo cái cách nào đó mà để chúng ta kỳ vọng là cái người nhận người ta sẽ giải mã đúng như, giống như kiểu mà cái thông điệp, cái ý tưởng ban đầu người ta muốn truyền tải ha. Rồi cái này nó cũng sẽ cho chúng ta một cái idea nữa là cái việc truyền thông á, chắc chắn là chúng ta sẽ phải muốn đánh giá xem cái nó có hiệu quả hay không. Cho nên lúc này các bạn sẽ thấy là cái người làm truyền thông á thì cũng sẽ phải quan tâm tới cái việc là thiết kế hoặc là làm sao đó để có thể nhận được những cái phản hồi từ phía khách hàng để mình có thể đánh giá cái hiệu quả của cái việc truyền thông đó ha. Ở đây là giống như kiểu nó ví dụ một cái ví dụ và đưa ra cái dẫn chứng về vấn đề liên quan tới nhiễu á. Thì giống như kiểu hồi nãy mình nói với các bạn, thông qua cái việc truyền thông này thì cái thông điệp nó có thể bị những cái yếu tố ngoại lai giống như kiểu là làm sai lệch, làm biến dạng ha. Dẫn đến cái việc là giống như kiểu là làm méo mó cái thông tin ha. Thì nhiễu nó có rất là nhiều các bạn ha. Ở đây nó cho chúng ta một cái ví dụ là theo kiểu là cái biểu đồ này theo kiểu này nè các bạn, là nó khảo sát và nó thấy được là giống như kiểu người dùng mà, khi mà người ta xem TV các bạn, thì khi mà xem quảng cáo thì thường họ sẽ bị nhiễu theo kiểu là
lúc đó không có tập trung, họ làm nhiều cái công việc cùng lúc, nó gọi là multitask. Có nghĩa là ví dụ như khi ta xem phim, ta xem đá banh đó, thì ta có thể tập trung, nhưng mà tới quảng cáo thì ta làm gì đó khác, bấm điện thoại hay là đi qua đi lại hay là lấy nước uống này kia kiểu ha. Thì các bạn thấy cái biểu đồ cho thấy nè các bạn, là giống như kiểu cái người mà xem quảng cáo mà tập trung hoàn toàn chỉ chiếm có 1% thôi ha. Rồi cái phần này là giống như kiểu là nói một cách nôm na là cũng rất ít khi làm multitask, nhưng mà cái phần còn lại này nữa các bạn, thì các bạn sẽ thấy ví dụ như cái chỗ này là giống như kiểu là gì ta, tất cả mọi lúc này, cái chỗ này là giống như phần lớn này, chỗ này là thỉnh thoảng, đó là những cái mà giống như kiểu chúng ta cộng lại chúng ta thấy nó chắc có khoảng 95%, là nói một cách ra là người ta có khả năng là làm multitask, có nghĩa là làm nhiều việc lúc xem quảng cáo. Như vậy thì lúc này các bạn tưởng tượng, lúc đó là cái khả năng mà người ta tiếp nhận, người ta hiểu cái thông điệp của mình là nó không cao ha, tại vì người ta đâu có tập trung. À, cho nên lúc này các bạn sẽ thấy là cái người làm truyền thông cũng sẽ phải tính toán được những cái tình huống kiểu như vậy ha. Rồi ở đây nè các bạn, ở đây thì giống như kiểu là người ta nói về các cái bước để mà chúng ta có thể thực hiện một cái chương trình truyền thông sao cho nó có hiệu quả ha. Thì giống như kiểu ở đây các bạn sẽ thấy nó có một số các cái bước này. Đầu tiên là xác định cái công chúng mục tiêu ha. Thì lúc này các bạn sẽ dùng là giống như kiểu cái công chúng mục tiêu là cái đối tượng mà chúng ta sẽ thực hiện các hoạt động truyền thông ấy. Thì lúc này công chúng mục tiêu có thể là khách hàng của chúng ta, hoặc là khách hàng tiềm năng, hoặc là công chúng nói chung ha, tùy theo chúng ta sẽ hướng tới ai. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là rõ ràng là những cái target audience khác nhau ấy, nó sẽ ảnh hưởng tới cái cách thức mà chúng ta sẽ truyền thông, nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc là cái thông tin mà chúng ta sẽ truyền thông là cái gì ha. Nói một cách nôm na nó sẽ ảnh hưởng tới những thứ này, chúng ta sẽ nói cái gì, chúng ta sẽ nói như thế nào, rồi chúng ta sẽ nói ở đâu, nói khi nào, rồi ai là cái người nói cái thông điệp đó. Ví dụ như thế này cho các bạn dễ hình dung không? Các bạn sẽ thấy là rõ ràng ví dụ như cái đối tượng mà chúng ta truyền thông, chúng ta hướng tới là các cái bà nội trợ, chắc chắn lúc đó nó sẽ rất là khác so với cái việc mà cái đối tượng truyền thông mà chúng ta hướng tới là nhân viên văn phòng ha. Các cái bà nội trợ có thể là chúng ta sẽ phải lựa chọn những cái phương tiện khác, chúng ta cũng sẽ phải, thậm chí là cái thông điệp chúng ta nói nó cũng sẽ phải khác, rồi cái cách nói cũng sẽ phải khác, rồi ví dụ như là cái người nói hay nói một cách nôm na là diễn viên trong các cái video đi cũng sẽ phải khác ha. Cho nên lúc này các bạn sẽ thấy là cái việc đầu tiên ấy, là chúng ta phải xác định là cái target audience mà chúng ta hướng tới cho cái chương trình truyền thông đó là ai ha. Tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc là chúng ta sẽ nói cái gì, nói như thế nào, nói khi nào, nói ở đâu, rồi ai nói cái thông điệp đó ha. Cái tiếp theo là chúng ta sẽ xác định cái mục tiêu truyền thông ha. Xác định cái mục tiêu truyền thông nó được hiểu giống như kiểu là chúng ta muốn cái chương trình truyền thông này chúng ta sẽ nhận được cái phản hồi nào từ phía khách hàng, hay hoặc là chúng ta muốn là giống như kiểu là khách hàng sẽ thực hiện cái hành vi gì sau khi mà chúng ta thực hiện các cái hoạt động truyền thông đó. Thì giống như kiểu nó một cái thông ra thì phần lớn chúng ta muốn gì ta, chúng ta muốn khách hàng mua hàng. Nhưng mà lúc này các bạn xin dung là nói một cách nôm na các bạn, thì các bạn thấy câu này, truyền thông quảng cáo không thể dẫn đến cái hành vi, cái phản hồi hoặc là cái hành vi mua ngay lập tức các bạn, mà theo đó giống như kiểu là một chuỗi các cái phản ứng sẽ xuất hiện, và theo cái kiểu là giống như kiểu cái bước này nó phải hoàn thành cái xong mới tới cái bước kia chẳng hạn ha. Thì nói một cách nôm na các bạn, có nghĩa là cái nhận thức cũng như là cái hành vi của người dùng về một cái sản phẩm dịch vụ nào đó thì thường giống như kiểu nó phải trải qua đầy đủ những cái giai đoạn theo kiểu như thế này nè. Có nghĩa là ví dụ như cái chỗ này là người ta nhận biết cái thương hiệu của mình ha. Chỗ này là giống như kiểu nói một cách nôm na là người ta hiểu về cái thương hiệu của mình, người ta biết cái tính năng, cái điểm mạnh rồi này kia ha. Ví dụ như chỗ này là bắt đầu người ta thích đó ha. Chỗ này là giống như kiểu là người ta ưa thích nó hơn những cái thương hiệu khác. Chỗ này là giống như kiểu một cách nôm na là người ta bị thuyết phục, và chỗ này là cái hành vi mua. Thì giống như kiểu lúc này các bạn sẽ thấy là rõ ràng là giống như kiểu nói một cách nôm na là chúng ta không có thể một bước mà lên trời giống như kiểu là thực hiện một cái chương trình truyền thông mà chúng ta sẽ kỳ vọng là khách hàng sẽ mua ngay được ha. Cái đó gần như không thể. Giống như kiểu các bạn thử tương tự đi, cái này cái mua này purchase này nè, thì các bạn có thể liên tưởng giống như cái gì kết hôn vậy đó.
Rồi, đâu phải ta gặp nhau cái kết thúc liền các bạn, mà nó là một cái quá trình rất là dài, người ta sẽ tìm hiểu, xây dựng mối quan hệ rồi cái kiểu, rồi sau đó người ta mới tiến tới hôn nhân ha. Cho nên lúc này các bạn sẽ thấy là nó sẽ cho mình cái idea là giống như kiểu là chúng ta phải xác định được cái mục tiêu truyền thông ha. Ví dụ như nếu mà chúng ta là một cái sản phẩm, một cái thương hiệu hoàn toàn mới, như vậy thì lúc này có thể là chúng ta sẽ phải thực hiện các hoạt động truyền thông để đạt được cái này chứ cái nào, để đạt được cái nhận biết chứ cái nào ha. Như vậy thì lúc này các bạn thấy đi, nếu như cái mục tiêu truyền thông là nhận biết thì có thể lúc đó cái thông điệp người ta sẽ thiết kế khác, các cái công cụ hoặc là các cái phương tiện mà người ta chọn nó sẽ khác ha. Còn ví dụ như nếu mà người ta biết được cái đối tượng khách hàng của mình là ví dụ như là người ta ưa thích cái sản phẩm của mình rồi, nhưng mà có thể là hoặc là người ta bị thuyết phục rồi nhưng mà người ta chưa có thực hiện cái hành vi mua, thì lúc này có thể mình sẽ thực hiện các cái hoạt động truyền thông nào đó để kích thích người ta ra quyết định ha, khuyến mãi hay là thiết kế cái thông điệp như thế nào đó ha. Rồi cái bước thứ ba là liên quan tới cái việc là thiết kế cái thông điệp ha, design message. Thì các bạn hình dung là giống như kiểu nói một cách nôm na thì chúng ta sẽ muốn cái thông điệp của mình là gì, nó phải gây chú ý đối với khách hàng, rồi nó phải làm cho khách hàng hứng thú, rồi thậm chí là nó sẽ thúc giục khách hàng sẽ mua hàng. Đó là cái thông điệp mà giống như kiểu là chúng ta luôn muốn hướng tới. Thì lúc này các bạn sẽ hình dung là cái việc mà thiết kế thông điệp đó các bạn, thì giống như kiểu nó liên quan tới hai cái câu hỏi là chúng ta sẽ nói cái gì và nói như thế nào. Nói cái gì là liên quan tới cái nội dung của thông điệp, người ta gọi là message content ha. Thì thật sự các bạn sẽ hình dung là giống như kiểu cái việc mà quyết định cái message content nó cũng là một cái vấn đề rất là thách thức các bạn hãy tưởng tượng đi, giống như kiểu mà bây giờ chúng ta có yêu cầu là phải thiết kế cái thông điệp, phải thu hút khách hàng, mà trong khi các bạn hình dung là cái tình hình bây giờ thì rất là cạnh tranh, có rất là nhiều các cái thông điệp của rất là nhiều các cái nhãn hàng khác nhau. Cho nên để mà chúng ta thiết kế một cái thông điệp mà giống như kiểu có sức hút, độc đáo, sáng tạo rồi kia thì thật sự nó là một cái thách thức lớn ha. Nhưng mà giống như kiểu nhìn chung các bạn, ví dụ như là về mặt các cái hướng đó, thì người ta có thể là giống như kiểu là thiết kế cái thông điệp theo một số các cái hướng này nè, để mà thu hút khách hàng ấy. Ví dụ như cái hướng đầu tiên là liên quan tới những cái vấn đề về lý trí. Lý trí có nghĩa là lúc nãy chúng ta sẽ cung cấp những cái thông tin mà giống như kiểu thiên về cái lợi ích lý tính của sản phẩm. Ví dụ như chúng ta nói là ok, cái sản phẩm của chúng ta hoặc cái thương hiệu của chúng ta có những cái lợi ích này, những cái tính năng vượt trội này, hoặc là cái giá cả hợp lý như thế này ha. Giống như rồi cái chủ đề hoặc là cái hướng thứ hai mà người ta có thể quyết định đó các bạn, thì liên quan tới cái vấn đề về cảm xúc. Ví dụ như là người ta có thể thiết kế cái thông điệp nhằm mục đích là tác động hoặc là khuấy động những cái vấn đề về cảm xúc. Cảm xúc thì có thể nó có một số các cái loại, ví dụ như là sự vui vẻ, hạnh phúc, rồi có thể là những cái yếu tố cảm xúc ví dụ như là sợ hãi đồ này kia các kiểu ha. Còn một cái khía cạnh nữa các bạn, là giống như kiểu thường nó sẽ liên quan tới những cái vấn đề về đạo đức đồ này kia, thì cái đó thật ra thì mình thấy nó liên quan nhiều tới những cái hoạt động truyền thông mà theo kiểu là liên quan tới cộng đồng ha, tức là thúc giục những cái vấn đề ví dụ như là bình đẳng giới rồi quyền trẻ em đồ này kia các kiểu ha. Rồi cái việc mà nói như thế nào á các bạn, thì nó lại liên quan tới hai cái ha, là cái message structure, tức là cái cấu trúc của cái thông điệp, rồi cái message format, có nghĩa là cái định dạng ha. Thì đầu tiên mình nói với các bạn về cấu trúc đi. Thật sự mà nói thì cũng không biết phải định nghĩa cái từ cấu trúc làm sao nữa các bạn, nhưng mà lúc này các bạn sẽ hình dung như thế này nè. Giống như kiểu là hồi xưa mình nhớ khi mà mình học văn học đó các bạn, thật ra thì mình cũng học dở văn. Các bạn chung là ngày xưa là do văn mà mình bị điểm liệt, chứ thôi mình được tuyển thẳng đại học rồi đó ha. Thì mình chỉ nhớ là giống như kiểu các bạn chung là giống như kiểu là người ta nói là gì, một cái bài văn á, thì giống như kiểu về mặt cấu trúc nó phải có ba phần, giống như thăng bài, mở bài, kết luận gì đó, thì cái đó là cái kiểu liên quan tới cấu trúc á. Thì lúc này các bạn xin chung là liên quan tới cấu trúc á, giống như kiểu chúng ta sẽ phải trả lời một số cái câu hỏi này. Ví dụ như là cái thông điệp đó theo cái kiểu là chúng ta chỉ nêu vấn đề thôi, chúng ta sẽ đưa cho khách hàng tự quyết định, hay là chúng ta nêu vấn đề rồi xong chúng ta sẽ quyết định luôn ha. Thì lúc đó các bạn sẽ thấy
tất nhiên nó sẽ tùy tình huống, nhưng mà có thể giống như kiểu các bạn hình dung là trước đây á, thì người ta hay có xu hướng là đưa cái vấn đề xong quyết định luôn. Nhưng mà gần đây á, các bạn thì giống như kiểu có rất là nhiều các cái chương trình truyền thông theo kiểu là người ta sẽ bỏ ngỏ cái quyết định, người ta để cho khách hàng tự quyết định và tự đưa đến kết luận các bạn. Và giống như kiểu là có rất là nhiều cái bằng chứng cho thấy là cái cách đó nó hiệu quả hơn. Mình nghĩ là nó hiệu quả hơn có thể nó liên quan tới những cái vấn đề kiểu này nữa các bạn. Giống như kiểu các bạn xin dung là nếu như mà chúng ta truyền thông, chúng ta đưa ra một cái tình huống, một cái thông điệp theo kiểu là chúng ta đưa ra cái vấn đề xong chúng ta kết luận luôn ấy, thì giống như kiểu cuối cùng cái đầu nó chấm dứt, là không có chuyện gì xảy ra ha. Nhưng mà ví dụ như là chúng ta bỏ ngỏ cái đó, chúng ta để cho khách hàng tự kết luận ấy, thì nó có thể có một số cái lợi ích là ví dụ như dưới góc độ của khách hàng, người ta được kích thích hơn ha, giống như kiểu là người ta được tự do để mà đưa ra cái quyết định hơn. Và cái đó nó có thể dẫn đến cái việc là người ta sẽ tranh luận với nhau nhiều hơn, và cái đó nó sẽ có cái lợi cho cái nhận biết của cái thương hiệu của mình ha. Rồi cái vấn đề thứ hai mà liên quan tới cái message structure các bạn, là chúng ta phải quyết định là liên quan tới cái việc là giống như kiểu những cái bằng chứng, những cái lập luận để thuyết phục cái sản phẩm dịch vụ của mình ấy, thì giống như kiểu mình trình bày trước hay là trình bày sau. Rồi cái cuối cùng nữa mà chúng ta sẽ phải quyết định là liên quan tới cái việc là giống như kiểu nói một cách nôm na là khi mà nói về sản phẩm dịch vụ của mình đi, thì giống như kiểu là mình sẽ đưa ra cái lợi ích không thôi, cái điểm mạnh không thôi, hay là mình vừa đưa ra cái điểm mạnh mà mình cũng vừa thừa nhận cái điểm yếu của mình luôn ha. Thì giống như kiểu mình luôn nghĩ với các bạn là ví dụ như là khách hàng bây giờ người ta rất là thông minh ha, người ta sẽ giống như kiểu là một cái doanh nghiệp mà ví dụ như nếu mà chúng ta nói về cái sản phẩm của mình, chúng ta nói cái ưu điểm thì chúng ta cũng thừa nhận cái khuyết điểm luôn á, thì mình nghĩ là khách hàng sẽ dễ bị thuyết phục hơn, tại vì người ta vẫn luôn nghĩ không có cái gì hoàn hảo hết ha, cái này nó có cái điểm mạnh và có cái điểm yếu của nó ha, và lúc đó có thể là người ta thấy giống như kiểu doanh nghiệp nó trung thực hơn ha. Thì mình nghĩ cái vấn đề là như vậy. Rồi cái vấn đề tiếp theo mà chúng ta sẽ phải quyết định là liên quan tới cái format, tức là cái định dạng các bạn. Tại vì lúc này các bạn xin dung là giống như kiểu là những cái phương tiện hay là những cái kênh truyền thông khác nhau có thể nó đòi hỏi cái định dạng đi kèm khác nhau. Ví dụ như các bạn tưởng tượng nếu mà chúng ta quảng cáo trên báo đi, thì lúc này các bạn đón định dạng nó sẽ liên quan tới cái việc là chúng ta sẽ bố cục cái tiêu đề, cái nội dung và cái hình ảnh minh họa như thế nào. Còn ví dụ như nếu mà chúng ta quảng cáo trên radio thì những cái vấn đề quan trọng chắc là liên quan tới chất giọng nè, giọng điệu nè, ngôn từ nè, từ ngữ rồi này kia kiểu ha. Còn nếu mà chúng ta quảng cáo trên truyền hình thì mình nghĩ vấn đề nó không phức tạp hơn nhiều nữa. Ngoài những cái vấn đề kiểu như vậy, nó có thể liên quan tới cái gì ta, ngôn ngữ cơ thể nè, cử chỉ rồi vẻ mặt rồi trang phục và tóc tai rồi này kia, rất là nhiều thứ ha. Rồi, cái bước tiếp theo thì chúng ta nói về cái việc mà lựa chọn cái phương tiện truyền thông ha. Các bạn sẽ hình dung là phương tiện truyền thông thì giống như kiểu người ta có thể chia theo nhiều cái kiểu. Nhưng mà ở đây này các bạn, thì người ta sẽ chia theo cái kiểu là phương tiện truyền thông cá nhân và phi cá nhân ha. Truyền thông cá nhân thì nó liên quan tới cái việc là một số người ta sẽ giao tiếp trực tiếp với nhau ha. Có thể là nói chuyện theo kiểu face to face, hoặc là nói chuyện qua điện thoại, qua chat, qua group, rồi này kia các kiểu ha. Thì giống như kiểu các bạn sẽ hình dung là phương tiện truyền thông cá nhân này nè, thì nó có cái lợi thế là giống như kiểu chúng ta có thể tiếp nhận cái phản hồi giống như kiểu nhanh và trực tiếp. Một số tình huống nữa là các bạn sẽ thấy là đặc biệt là những cái sản phẩm theo kiểu là đắt tiền hoặc là rủi ro cao á, thì những cái phương tiện truyền thông cá nhân kiểu này nó sẽ phù hợp hơn ha. Rồi, ở đây này các bạn, ở đây thì là những cái phương tiện truyền thông phi cá nhân, có nghĩa là liên quan tới cái việc mà chúng ta sẽ quảng cáo trên truyền hình, trên radio, trên báo in rồi này kia ha. Thì giống như kiểu cái nhược điểm của cái này thì giống như kiểu nó một cách nôm na là nó không có tiếp cận một cái đối tượng cụ thể nào, một cái cá nhân cụ thể nào, nhưng mà nó lại có cái ưu thế về mặt chi phí nếu như mà tính trên cái từng người hoặc là trên cái lượng tiếp cận ha. Rồi, cái bước tiếp theo á các bạn là liên quan tới cái việc mà chúng ta sẽ lựa chọn cái message source. Message source được hiểu là cái
nếu mà dịch cái nguồn thông điệp thì nghe cũng hơi kỳ kỳ, nhưng mà đại loại lúc đó các bạn xin dung là giống như kiểu nói một cách nôm na là cái việc truyền thông của chúng ta đó nó hiệu quả hay không hiệu quả, thì ngoài những cái vấn đề mà nãy giờ chúng ta bàn á, thì nó còn liên quan tới cái việc là giống như kiểu là trong cái thông điệp quảng cáo đó, cái mẫu quảng cáo đó, cái banner quảng cáo đó, cái video quảng cáo đó, ai là cái diễn viên, ai là cái người nói cái thông điệp đó ha. Đó là lý do mà các bạn sẽ thấy là ví dụ như những cái công ty mà người ta quảng cáo thực phẩm chức năng, quảng cáo thuốc, hay là thậm chí hàng tiêu dùng mà các bạn thấy kiểu BS, cái bánh răng này chỉ kiểu, thì người ta cũng rất là hay nhờ các cái bác sĩ, ví dụ như Nike hoặc là những cái thương hiệu giày thể thao nổi tiếng, các bạn thấy đi, là họ thuê những cái danh thủ, những cái vận động viên mà rất là xuất sắc, ví dụ như Messi, Ronaldo, Roger Federer rồi này kia các kiểu ha. Rồi cái bước cuối cùng là liên quan tới cái việc là collecting feedback, tức là thu thập các cái phản hồi. Tại vì các bạn sẽ hình dung là nó một cách đông na là các hoạt động truyền thông khi mà chúng ta thực hiện thì chúng ta rất là muốn biết cái hiệu quả của nó ha. Cho nên lúc này chúng ta sẽ phải thiết kế những cái cách thức để mà chúng ta có thể thu thập các cái phản hồi của khách hàng ha. Thường thì chúng ta sẽ làm cái việc đó thông qua các cái hoạt động nghiên cứu thị trường ha. Nói một cách đông na có thể là chúng ta sẽ hỏi khách hàng ha, đánh giá xem cái hoạt động truyền thông nó hiệu quả hay không. Ví dụ như chúng ta hỏi là khách hàng có nhận được cái thông điệp của mình hay không, có nghe, có thấy cái mẫu quảng cáo của mình hay không, thấy bao nhiêu lần, ví dụ như là thấy nó có hiểu nó hay không, hoặc là ví dụ như là có thấy cái điểm gì đó nổi bật trong cái quảng cáo đó hay không. Rồi những cái vấn đề sâu hơn là ví dụ như chúng ta có thể hỏi cái quan điểm hay là cái nhận thức của khách hàng về cái sản phẩm trước đó, rồi sau khi thấy cái mẫu quảng cáo đó thì họ sẽ như thế nào. Sâu hơn nữa thì có thể chúng ta sẽ phải đo lường những cái vấn đề liên quan tới doanh số rồi này kia mà đến từ cái chương trình đó, đến từ cái chương trình truyền thông hoặc là quảng cáo đó ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nói một cái vấn đề giống như kiểu thật ra trong thực tế các bạn, mình thấy nó rất là thách thức là cái vấn đề liên quan tới cái việc là sẽ thiết lập cái ngân sách cho các cái hoạt động truyền thông ha. Thì ở đây nó có một cái câu nói khá là nổi tiếng, tác giả là ai mình quên mất rồi các bạn ha, nhưng mà đại loại cái câu này ông nói là tôi biết là phần nửa cái hoạt động quảng cáo của tôi là lãng phí, nhưng mà chỉ có điều tôi không biết cái phần nửa nào thôi ha. Tôi chi tiêu 2 triệu đô cho quảng cáo, nhưng mà thật ra thì tôi không biết là 2 triệu đô đó là giống như kiểu là nó dư phần nửa hay là thật ra nó mới chỉ có phần nửa thôi, hay nó còn thêm 2 triệu nữa nó mới đủ ha. Thì đại loại lúc này các bạn xin dung là đây là một cái câu nói mà nó minh họa được cái vấn đề là cái thách thức rất là lớn trong cái việc mà hoạch định cái ngân sách cho các hoạt động truyền thông ha. Rồi ở đây nè các bạn, ở đây thì giống như kiểu nói một cách nôm na là người ta liệt kê 4 cái phương pháp mà theo đó chúng ta có thể hoạch định cái ngân sách cho các cái hoạt động truyền thông ha. Thì ở đây là cái phương pháp affordable budget method, tức là cái phương pháp mà dự trù ngân sách theo cái khả năng chi trả hay nói một cách nôm na là cái việc mà hoạch định cái ngân sách đó, nó dựa vào cái khả năng chi trả của công ty của mình. Tại vì rõ ràng các bạn sẽ thấy là chúng ta đâu có thể chi tiêu nhiều hơn cái số tiền mà chúng ta có ha. Cho nên cái cách này nè các bạn sẽ thấy là về mặt cái khả năng hoạch định đó, thì nó rất là đơn giản, nhưng mà cái nhược điểm rất là lớn là nói một cách nôm na các bạn là chúng ta bỏ qua cái tiềm năng cho cái việc tăng doanh thu bằng cách là gia tăng đầu tư cho các hoạt động marketing ha. Tại vì các bạn xin dung là theo cái quan điểm này thì người ta sẽ làm theo kiểu là người ta sẽ dự trù ngân sách cho những cái hoạt động khác, rồi cái phần còn dư, cái phần còn lại ấy, thì chúng ta sẽ cho marketing. Và giống như kiểu lúc đó các bạn hình dung là chúng ta đặt cái chi tiêu cho marketing là cái ưu tiên sau cùng ha. Cho nên lúc đó có thể dẫn đến cái việc là chúng ta sẽ bỏ qua cái cơ hội để mà có thể gia tăng cái doanh thu bằng cách là gia tăng chi tiêu cho các hoạt động marketing. Tại vì với cách này các bạn thấy là thường nó có thể dẫn đến hai cái tình huống: một là chúng ta chi tiêu quá ít, hai là chúng ta chi tiêu quá nhiều, nhưng mà thông thường là chi tiêu quá ít ha. Và cái cách này các bạn sẽ thấy là thường các cái công ty nhỏ người ta hay áp dụng ha. Thì cái cách thứ hai các bạn là liên quan tới cái việc là dựa theo cái phần trăm của cái doanh thu ha. Thì nói một cách nôm na lúc này người ta sẽ hoạch định ngân sách theo kiểu là cái chi tiêu cho cái hoạt động truyền thông là bao nhiêu phần trăm trên cái doanh thu hoặc là cái giá bán ha. Có thể là 10, 15% gì đó trên cái doanh thu chẳng hạn.
thì lúc này các bạn sẽ thấy cái ưu điểm á, thì cái đó nó cũng đơn giản trong cái việc mà hoạch định. Nhưng mà lúc này các bạn sẽ thấy là cái sai lầm là giống như kiểu là người ta đã xem cái giống như kiểu là cái truyền thông marketing ấy, là cái hệ quả của cái doanh thu chứ không phải là ngược lại ha. Cho nên lúc này các bạn xin dung là nó cũng có thể dẫn đến cái việc là chúng ta bỏ qua cái cơ hội mà theo đó chúng ta có thể có được nhiều doanh thu hơn thông qua cái việc là gia tăng các cái hoạt động về truyền thông marketing ha. Rồi cái này nè các bạn, cái này là cái phương pháp mà giống như kiểu nó gọi là ngang bằng cạnh tranh ha, competitive parity. Tức là lúc này cái idea là cái việc mà chúng ta hoạch định cái ngân sách cho các hoạt động truyền thông marketing á, thì nó ngang bằng với các cái đối thủ cạnh tranh, hoặc là nó ngang bằng với cái mức trung bình của ngành ha. Thì lúc này các bạn sẽ hình dung là cái lập luận cho cái việc ủng hộ cái phương pháp này là gì. Giống như kiểu người ta sẽ suy nghĩ là nhiều người thì thông minh hơn một người, chỉ để tập thể mà theo cái chuẩn trung bình của ngành thì mình hoạch định ngang đó là chắc là hợp lý rồi ha. Và cái lập luận thứ hai là liên quan tới cái việc là nếu như mà tất cả các công ty trong cái thị trường đó, trong cái ngành đó mà đều lên cái kế hoạch ngân sách theo cái kiểu này thì nó sẽ không có dẫn tới một cái cuộc cạnh tranh về mặt truyền thông quảng cáo ha. Nhưng mà cái sai lầm ở đây là các bạn sẽ thấy là nói một cách nôm na là sao ta, không chắc là đối thủ cạnh tranh hoặc là cái chuẩn trung bình của ngành là đúng, và cũng không chắc được là cái mức chi tiêu của đối thủ cạnh tranh đó thì nó phù hợp với cái của mình. Tại vì các bạn xin dung là những cái doanh nghiệp thì rất là khác nhau về đặc thù, về quy mô, về mục tiêu này thì chi các kiểu ha. Và cũng không có cái gì mà để có thể đảm bảo chắc chắn là ok, nếu như tất cả các cái công ty hoặc là chúng ta hoạch định cái ngân sách truyền thông theo cái cách đó thì sẽ không có một cái cuộc chiến về cạnh tranh về truyền thông về quảng cáo, không có gì chắc chắn cái việc đó hết. Còn cái phương pháp thứ tư là cái phương pháp mà giống như kiểu nói một cách nôm na là nó là khá là chính xác hơn và nó được áp dụng khá là nhiều các bạn. Đó là cái phương pháp mà nó gọi là objective and task method, tức là cái phương pháp dựa theo cái mục tiêu và cái công việc. Thì đối với cái phương pháp đó nó sẽ theo cái kiểu là chúng ta sẽ thiết lập cái mục tiêu và chúng ta phải xác định các công việc mà chúng ta cần phải làm để đạt được cái mục tiêu đó, rồi tính toán hoặc là ước tính cái chi phí cho những cái công việc đó ha. Giống như kiểu bây giờ chúng ta thấy là họ hay lập cái ngân sách theo kiểu là ok, xác định cái mục tiêu rồi sau đó ước tính các cái KPI mà chúng ta sẽ đạt được, rồi sau đó ước tính cái phần ngân sách ha. Như vậy thì lúc này các bạn sẽ thấy là giống như kiểu cái cách này nè, thì nó sẽ có cái ưu điểm là giống như kiểu là nói một cách nôm na là nó phù hợp hơn với cái mục tiêu thực tiễn của từng cái doanh nghiệp, và nó cũng giống như kiểu là làm cho cái người hoạch định cái ngân sách đó phải có một cái giống như kiểu một cái ước tính rõ ràng về cái mục tiêu và những cái công việc mà chúng ta làm, rồi cái ngân sách giống như kiểu lý giải được những cái vấn đề có liên quan giữa mục tiêu và công việc. Nhưng mà lúc này các bạn sẽ thấy cái nhược điểm thì không phải là cái nhược điểm mà giống như kiểu khó đó các bạn, là thật sự mà nói rất là khó để có thể ước tính được một cách chính xác những cái vấn đề là cái công việc mà chúng ta sẽ làm để đạt được cái mục tiêu đó. Giống như kiểu bây giờ chúng ta thiết lập mục tiêu là chúng ta phải bán được 100 sản phẩm, 1000 sản phẩm gì đó, thì cái bài toán tiếp theo là làm sao chúng ta có thể ước tính một cách chính xác những công việc mà chúng ta cần phải làm. Ví dụ như quảng cáo thì quảng cáo bao nhiêu lần, quảng cáo trên những cái nào, rồi những cái công việc cần phải làm là gì ha. Thì thật sự đó là một cái vấn đề rất là phức tạp, và cái đó nó có thể liên quan nhiều tới cái kiến thức, cái kinh nghiệm, rồi nhiều cái thứ khác nữa ha. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là đó là bốn cái phương pháp, thì có thể các bạn sẽ lựa chọn cái phương pháp nào đó mà các bạn cảm thấy phù hợp, hoặc là ví dụ như các bạn cũng có thể là ví dụ như là áp dụng theo cùng lúc nhiều cái phương pháp và chúng ta sẽ so sánh thử, ví dụ như là chúng ta hoạch định theo kiểu này thì nó có sự chênh lệch về mặt ngân sách hay không ha. Giống như kiểu các bạn dùng là mình nhớ là cái môn tài chính đó các bạn, khi mà người ta ước tính cái giá trị của cái cổ phiếu hay gì đó thì người ta vẫn có nhiều cái phương pháp, ví dụ như người ta ước tính cái phương pháp này, ước tính cái phương pháp này, rồi người ta xem cái chênh lệch của nó, có thể người ta lấy cái mức trung bình gì đó chẳng hạn đó. Thì lúc này giống như kiểu là mình giải thích với các bạn những cái phương pháp, ưu nhược điểm của từng cái phương pháp, và các bạn có thể lựa chọn cái phương pháp nào đó cho nó phù hợp ha. Rồi ở đây các bạn, ở đây chúng ta nói một cái phần rất là quan trọng, đó là cái việc mà chúng ta sẽ phải phối hợp các cái công cụ này lại với nhau.
để tạo thành một chiến dịch truyền thông marketing tổng thể sao cho hiệu quả nhất ha. Thì lúc này các bạn sẽ hình dung là để mà chúng ta có thể phối hợp các công cụ này lại một cách có hiệu quả đó, thì cái việc rất là quan trọng là giống như kiểu là chúng ta phải hiểu được cái bản chất và cái đặc thù của từng cái công cụ này. Tại vì các bạn sẽ hình dung là mỗi một cái công cụ nó sẽ phù hợp với những cái sản phẩm khác nhau, phù hợp với những cái mục tiêu và những cái giai đoạn khác nhau trong cái dòng đời của sản phẩm. Ha, mình lấy ví dụ là cái việc quảng cáo đi. Các bạn sẽ thấy là quảng cáo thì chúng ta có thể tiếp cận được nhiều khách hàng. Và tính ra ví dụ như cái chi phí trên từng khách hàng hoặc là trên từng cái lượt tiếp cận thì nó thấp. Và chính vì vậy các bạn sẽ hình dung là quảng cáo nó có thể phù hợp giống như kiểu là cho cái mục tiêu là tăng cái nhận biết hoặc là thúc đẩy cái doanh số trong ngắn hạn. Ha, quảng cáo nó khá là phù hợp cho cái giai đoạn mà giới thiệu sản phẩm. Ha, nhưng mà đổi ngược lại thì các bạn sẽ thấy là quảng cáo nó sẽ có cái nhược điểm là nhiều khi nó không có target vô một cái đối tượng hay là một cái nhóm khách hàng cụ thể nào đó, và có thể là cái ngân sách cho quảng cáo nó phải cao. Ha, rồi ví dụ là cái personal selling đi, các bạn sẽ thấy personal selling tức là bán hàng cá nhân. Thì bán hàng cá nhân các bạn sẽ thấy là nó phù hợp cho những cái sản phẩm ví dụ như giá trị cao, rủi ro nhiều, các cái sản phẩm công nghiệp, những cái sản phẩm ví dụ như là phải giải thích đồ này kia nhiều ha. Và bán hàng cá nhân á, nó có thể là ví dụ như là phù hợp trong một cái giai đoạn nào đó trong cái quá trình phát triển sản phẩm ha. Rồi những cái công cụ khác các bạn, thì mình nghĩ là khi mà chúng ta được giới thiệu từng cái công cụ á, thì chúng ta sẽ hiểu kỹ về cái đặc thù, cái bản chất của nó, và lúc này chúng ta sẽ biết là nó phù hợp với cái mục tiêu gì, với cái sản phẩm gì, với cái giai đoạn gì ha. Rồi ở đây thì các bạn, ở đây thì giống như kiểu nói một cách nôm na là người ta nói về hai cái chiến lược chính mà giống như kiểu là các cái doanh nghiệp người ta có thể thực thi, đó là chiến lược đẩy và kéo ha. Cái sự khác biệt giữa đẩy và kéo là nó liên quan tới cái đối tượng mà chúng ta sẽ hướng tới ha. Thì lúc này các bạn xin dung là cái chiến lược đẩy là khi mà cái đối tượng chúng ta muốn hướng tới là giống như kiểu là những cái reseller, tức là những cái đại lý, những cái nhà phân phối, những cái nhà bán lẻ, những gì các kiểu ha. Có nghĩa là lúc này chúng ta thực hiện các cái hoạt động truyền thông để mình thúc đẩy họ, để mình khuyến khích họ, giống như kiểu là lấy hàng của mình, trưng bày cái hàng của mình, bày bán cái hàng của mình ha. Thì lúc này các bạn sẽ hình dung là đối với cái chiến lược mà push marketing thì có thể những cái hoạt động, những cái công cụ truyền thông chính sẽ là ví dụ như là personal selling ha. Chúng ta bán hàng cá nhân có nghĩa là thông qua cái đội ngũ sale của mình sẽ tiếp cận họ, sẽ hỗ trợ giới thiệu sản phẩm này kia ha. Rồi chúng ta có thể kích thích họ bằng cách là cái promotion, ở đây nó gọi là trade promotion, tức là những cái khuyến mãi mà dành cho những cái đối tượng mà reseller ha. Rồi sau đó có thể là những cái hoạt động liên quan tới quảng cáo PR rồi này kia ha. Còn cái chỗ này người ta gọi là chiến lược kéo. Chiến lược kéo là giống như kiểu cái đối tượng mà chúng ta sẽ hướng tới là cái người tiêu dùng sau cùng ha. Chúng ta thực hiện các cái hoạt động truyền thông đến cái đối tượng này để giống như kiểu là tạo ra cái nhu cầu đối với sản phẩm dịch vụ của mình, và lúc này từ cái nhu cầu đó giống như kiểu là nó sẽ gây áp lực hoặc là nó khuyến khích những cái retailer hoặc là những cái wholesaler sẽ có cái nhu cầu đối với sản phẩm của mình, và lúc này họ sẽ đặt mua cái sản phẩm của mình ha. Như vậy thì đối với cái chiến lược mà pulse này nè, thì những cái hoạt động truyền thông có thể sẽ là những cái vấn đề liên quan đến advertising, tức là quảng cáo mà hướng tới cái người dùng cuối cùng. Có thể là những cái hoạt động promotion mà theo kiểu là sale promotion ha, tức là khuyến mãi mà dành cho người dùng. Rồi sau đó có thể là những cái vấn đề liên quan tới PR rồi này kia kiểu ha. Thì lúc này các bạn sẽ hình dung là có công ty thì có thể là người ta tập trung nhiều vào cái push marketing, có thể có những công ty người ta tập trung nhiều vào cái full marketing ha. Một số công ty thì người ta làm cả hai ha. Các bạn sẽ thấy là giống như kiểu là các công ty mà nhận B2B thì người ta có xu hướng làm cái này nhiều hơn, các cái công ty mà B2C thì người ta có xu hướng làm cái này sẽ nhiều hơn ha. Nhưng mà nhìn chung là giống như kiểu mình nói với các bạn là người ta sẽ kết hợp cả hai, người ta cần có sự cân bằng và nó phụ thuộc vào từng cái giai đoạn trong cái dòng đời của sản phẩm ha.
Rồi, rất là cảm ơn các bạn đã xem cái video này ha. Thật sự nó khá là dài và mình cũng cảm thấy rất là mệt luôn các bạn ha. Nếu như các bạn thấy cái video này hữu ích thì các bạn hãy like cái video, hãy subscribe kênh YouTube của mình Coffee with Mehmet. Và các bạn nhớ nhấn chuông để mà các bạn sẽ nhận được những cái thông báo khi mình up những cái video clip tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.